mà chúng ta có thể thấy rằng dừa tươi là một loại thức uống giải khát tươi mát cho nên là rất được ưa chuộng. Và bên cạnh đó thì dừa khô chúng ta thấy rằng là cũng được sử dụng rất là nhiều khi mà làm nước cốt, bởi vì nó có một cái vị béo được sử dụng rất nhiều trong các món ăn, đúng không ạ? Như vậy thì không biết là công dụng của dừa tươi cũng như dừa khô thì như thế nào đây, và có những cái món ăn nào liên quan đến loại dừa mà chúng ta đề cập đến. Chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này với Lương Y Nguyễn Công Đức trong chương trình Món Ăn Và Thuốc ngày hôm nay, quý vị nhé. Xin chào Lương Y ạ. Trước hết thì cảm ơn Lương Y đã dành thời gian tham gia vào chương trình Món Ăn Và Thuốc ngày hôm nay. Thưa Lương Y, như Thúy Liễu vừa chia sẻ thì chúng ta thấy là nước dừa là một loại uống rất là tươi mát mà được nhiều người ưa chuộng, với chúng ta cũng dễ dàng mua ở khắp mọi nẻo đường, đúng không ạ? Nhưng không biết rằng là dưới nước dừa như vậy thì chúng ta uống một ngày một trái hay là nhiều hơn thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng, thực ra thì khi chúng ta thiếu thì chúng ta lại cần. Cho nên là cái việc mình nói ở đây là vấn đề đủ thôi, chứ cũng không nên là thừa. Thế cái vấn đề đặt ra là dừa của mình rất là nhiều loại, thì đặc biệt là trái dừa sim. Trái dừa sim nó có hai cái hình ảnh. Thứ nhất là nó nhỏ nhắn, nó vừa cầm trong cái tay nó đẹp ha, khoảng chừng nửa lít là vừa. Thí dụ đó cũng là lý do mà tại sao các cái nước uống, thí dụ như La Vi hay là những cái nước là người ta hay để cái chai đó là nửa lít là với cái ý đó. Nhưng mà trong cái phòng họp mà nửa lít thì uống không hết. Cho nên là dừa sim là thứ nhất cái thể tích nó vừa phải, mình uống hết là thấy là có ý thèm thèm gì ở trong đó. Với cái người mà thấy có nhu cầu thì uống thêm một miếng nữa, còn nếu không thì thôi là đã đủ rồi. Trong nước dừa nó đảm bảo cái vi lượng. Cái vi lượng tức là gì? Mangan, magie có, rồi kali có, thì nó rất là đầy đủ. Nó gần như là một cái nước uống mà cho cái người mà bị tiêu chảy mà ta có thể pha muối với cái orezone, nó cần như vậy. Và thậm chí là trong thời kháng chiến chống Mỹ cũng như chống Pháp thì bộ đội ta cũng được truyền nước, tức là nếu không có nước truyền bằng cái nước trái dừa sim và nó già, thì đủ thấy rằng cái trong nước dừa đó là nó là một cái dinh dưỡng, hay nói một cách khác tức là những cái vi lượng đầy đủ trong nước dừa nó giúp cho quân bình lại cái điện giải cho cơ thể. Cái đó là cái mà chúng ta lưu ý. Và khi ta khát, ta uống dừa thì cũng với các cái vi lượng đó, cũng với điện giải đó, nó nạp cho cơ thể chúng ta để chúng ta thấy là đã khát và chống mất nước. Thậm chí là trong những lúc mà bị say nắng cũng có thể uống được nước dừa. Nước dừa nó tốt khi mà chúng ta cần thôi, hoặc là với cái mức độ vừa phải. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà nó nhiều quá thì nó lại không tốt. Ở chỗ là khi ta đang khát thì mình lại có cái thói quen là uống ực vậy, là đá khát. Cái điều đó là tối kỵ. Cho nên là phải uống từ từ thì không có vấn đề gì cả. Cũng chẳng là ảnh hưởng hay là nó say nắng thì không được uống. Đúng ra là được chứ. Nhưng mà cái cách uống á, từ từ vừa phải. Cái thứ nhất, trước khi ra sân để đá bóng thì không bao giờ, gần như là cả thế giới này không có bao giờ nó ăn trái chuối thì được, nhưng mà nó uống nước dừa thì không. Cái điều này cũng hơi lạ, là đáng lẽ có những cái vi lượng nó đầy đủ thì nó tốt hơn, nhưng tại sao nó đằng này tại sao nó như vậy? Là vì khi mà nó nạp vào cơ thể á, thì những cái vi lượng đó nó ngấm vào dạ dày ha, nó ngấm dạ dày, nó cái đoạn đi của nó là nó xuống ruột non, từ ruột non các cái mao trạng ruột nó hút nó các cái dinh dưỡng này, nó đi trong cái tĩnh mạch ha, tĩnh mạch chung, tức là trên cái vòng mà tuần hoàn máu đen, trở về tim. Khi trở về tim thì với cái áp lực mà với cái chất bổ, với cái vi lượng như thế thì cái áp lực của nó sẽ bị giảm, cho nên mà nó cần đẩy cái CO2 khi nó lên phổi. Cho nên trong cái giai đoạn này nó bị nặng nề bởi những cái vi lượng mà nó có trong nước dừa, nó làm cho người vận động viên cảm thấy nó mệt mỏi hơn, thậm chí là thấy hai cái chân nó nhũn ra, nó không được khỏe, nó không được cứng cáp. Thì như vậy thì nói lên cái điều gì? Cái vi lượng là tốt, quân bình điện giải là tốt, nhưng trong cái quá trình mà chúng ta uống vào cái lượng nó nhiều á, vì nó nhiều cho nên bắt buộc là nó theo cái tĩnh mạch nó nhiều hơn, nó qua tim nhiều hơn, từ tim nó lên phổi là để thải CO2, lấy O2 thành máu đỏ nhiều hơn. Đó là lý do làm cho cái vận động viên cảm thấy mệt khi mà uống nước dừa trước khi vận động.
dù là một thức uống tốt nhưng mà chúng ta cũng phải biết cách sử dụng, cũng như là chúng ta phải biết là dùng vào thời điểm nào nó thích hợp nhất, đúng không ạ? Đúng. Dạ, như nãy giờ chúng ta đã nói về trái dừa tươi rồi, thì trên bàn của chúng ta đây còn có dừa khô nữa. Như chúng ta biết rằng dừa khô thì cũng là một cái loại thực phẩm mà các bà nội trợ rất là ưa dùng. Khi mà nạo ra rồi chắc thành nước cốt thì có cái vị béo béo, chúng ta sẽ dùng trong rất nhiều món như là nấu chè nè, đặc biệt là chuối chưng, hay là các món ăn mặn như là cà ri, thì không thể nào là thiếu được cái nước cốt được không ạ? Đúng. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có nhiều người cho rằng là với cái lượng nước cốt á, nó béo như vậy, nó sẽ gây khó cho tiêu hóa, nó ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, thì không biết là cái thông tin này nó có chính xác không thưa Lương Nghiên? Vâng, thực ra với cái lượng vừa phải thì nó không có hại. Trước đây thì người ta cho rằng là dầu dừa là dầu là bảo hòa, do vậy là uống dầu là về sử dụng dầu dừa đó là nó không tốt, nó gọi là dầu hay là mỡ bảo hòa là không tốt. Nhưng bữa nay quan niệm đó nó đã hoàn toàn sai. Trở lại cái chuyên đề của chúng ta là món ăn, thì mình cũng nói thêm cái món ăn vừa rồi, nói cái nước cốt dừa vừa phải thôi, nhiều quá ta dùng chữ là nê, nó nê trệ, tức là nếu đối với những người mà đã có tỳ vị hư hàn, tức là thường xuyên bị tiêu chảy mà không tin hả, nếu nước cốt dừa nó rất là ngon, để tủ lạnh đi nhưng mà qua đêm mà sáng mai ăn là coi như té re luôn á, thì như vậy thì đủ thấy rằng cái chất béo đó, cái lipid của dừa hay của mỡ của heo hay là nói chung các cái dầu khác, khi nạp vào cơ thể với lượng nhiều thì cơ thể không hấp thu ngay, không chuyển hóa ngay, mà nó còn lưu lại lâu trong dạ dày, nó làm cho người ta khó tiêu. Đó là lý do mà không nên ăn nước cốt dừa nhiều, nhất là những người mà gọi là tỳ vị hư hàn, tức là bản thân là ăn cái gì lạ gì là tiêu chảy là nên né nó ra. Dạ, cũng tùy theo cái sức khỏe, đúng, cơ địa đúng, của mình đúng không ạ? Sức khỏe là một phần, nhưng mà nói thẳng ngay là gọi là tỳ vị, tức là nói cái bụng mình yếu, nói nôm na nó là như vậy, thì nên né nó ra. Dân gian người ta cũng thường hay nói là yếu quá thì đừng ăn đồ có nước cốt, mà đặc biệt là vào buổi tối trước khi đi ngủ, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn, đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Đông Dược Detfaco. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ngay bên dưới nhé.